Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng luôn là quãng thời gian sôi nổi nhất với rất nhiều thương vụ được hoàn thành. Tưởng chừng như Manchester United sẽ kết thúc phiên chợ đông của mình ở hai bản hợp đồng của Jack Butland và Wout Weghorst, thì chấn thương nặng hơn dự kiến của Christian Eriksen đã khiến mọi kế hoạch đều phải thay đổi. Bà lãnh đạo Quỷ Đỏ đã ráo riết tìm một tiền vệ trung tâm nhằm khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao người Đan Mạch để lại. Và rồi cái tên chốt lại cuối cùng chính là Marcel Sabitzer từ Bayern Munich. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay, Random Football xin được phép tái lưu ý quý khán thính giả về kênh mới Vũ trụ United đã được lên sóng trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức xoay quanh Manchester United với hai bản tin trong ngày. Bên cạnh đó cũng là một bài đánh giá đầu tiên về tân binh Marcel Sabitzer vào buổi trưa trên Vũ trụ United. Rất mong được quý khán giả đón nhận bằng cách truy cập vào đường link phía dưới hoặc quét mã QR đang hiển thị trên màn hình. Tưởng chừng như chấn thương của Christian Eriksen chỉ khiến anh vắng mặt từ 2 cho đến 4 tuần, thì vào chiều ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam, trang chủ của câu lạc bộ Manchester United bất ngờ đăng tải thông tin chủ lĩnh chì Đan Mạch phải nghỉ thi đấu ít nhất tới cuối tháng 4. Trong trường hợp xấu nhất, cầu thủ 30 tuổi thậm chí chỉ có thể tái xuất sân cỏ trong tháng 5. Điều này đồng nghĩa với việc cựu sao Brentford sẽ bỏ lỡ gần như là toàn bộ phần còn lại của mùa giải năm nay. Đây thực sự là thông tin quá sốc đối với người hâm mộ cũng như là đội bóng. Chúng ta đều biết rằng Christian Eriksen đóng vai trò quan trọng như thế nào trong hệ thống chiến thuật mà Erik ten Hag xây dựng kể từ đầu mùa giải. Mất đi số 14, Quỷ Đỏ chỉ còn trông chờ vào Fred, Scott McTominay hay bộ đôi tài năng trẻ Zidane Iqbal cùng Kobbie Mainoo. Nhưng tất cả đều không thể mang đến điều mà Eriksen làm rất tốt, đó là khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Thậm chí, Mad Dog vừa qua đã dính phải chấn thương và cũng chưa hẹn ngày trở lại. Man United không thể thi đấu với bộ đôi người Brazil là Fred cùng với Casemiro mãi được. Chính điều này buộc ban lãnh đạo không thể ngồi yên. Những công sức mà thầy trò mười khó đã làm kể từ đầu mùa giải không thể đổ xuống sông xuống biển như vậy. Giám đốc bóng đá John Murtough đã phải liên hệ đến từng câu lạc bộ để hỏi mượn cầu thủ khi mà kinh phí của đội bóng không còn đủ nữa. Người hâm mộ Quỷ Đỏ đã thấp thỏm lo lắng chẳng khác nào đón chờ giây phút giao thừa đón năm mới. Và rồi thì điều gì đến đã cũng phải đến. Theo nhiều nguồn tin uy tín xác nhận, Man United đã hoàn thành thương vụ mượn tiền vệ Marcel Sabitzer của Bayern Munich và cầu thủ người Áo đã bay đến xứ sở sương mù ngay trong chiều tối ngày 31 tháng 1. Anh sẽ là tân binh thứ 3 cập bến Old Trafford mùa đông này sau hai thương vụ mượn Jack Butland cùng với Wout Weghorst. Manchester United vẫn đang trong quá trình đổi chủ, vì vậy kinh phí để mua sắm là không thể dồi dào. Họ chỉ có thể mượn cầu thủ, chứ không thể mua đứt. Đây cũng là lý do mà Quỷ Đỏ không tất tay vào thương vụ Yuri Tielemans của Leicester City khi mà bày cáo cương quyết không nhả cầu thủ và chấp nhận mất trắng vào mùa hè. Còn nếu Quỷ Đỏ muốn có tiền vệ người Bỉ, họ sẽ phải chi ra khoản tiền lên đến 20 hoặc là 30 triệu euro, một con số quá sức so với đội bóng ở thời điểm hiện tại. Sau khi tình trạng sức khỏe của Christian Eriksen được công bố, hàng loạt ký giả uy tín về chuyển nhượng của Anh và Đức đều đưa tin, nửa đỏ thành Manchester đang tiến đến rất gần thương vụ mượn tiền vệ Marcel Sabitzer từ Bayern Munich. Ngôi sao 28 tuổi sẽ cập bến nhà hát của những giấc mơ trong những giờ phút của phiên chợ đông năm nay. Chắc có lẽ người hâm mộ Quỷ Đỏ cũng không còn xa lạ gì với cái tên này khi anh cùng với RB Leipzig đã đá bay Man United khỏi Champions League ở mùa giải 2020-21. Marcel Sabitzer sinh ngày 17 tháng 3 năm 1994 tại Wales, Upper Austria của Áo, trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Cha của Marcel, ông Herfried, là một tiền đạo từng có 6 lần khoác áo đội tuyển Áo và chơi bóng chuyên nghiệp cho Las Linz, Grazer AK và cả SV Casino Salzburg. Đội bóng này có thể không nổi tiếng, nhưng lại là tiền thân của Red Bull Salzburg, câu lạc bộ mà chàng trai này từng thi đấu theo dạng cho mượn từ Leipzig ở mùa 2014-15. Trong 7 năm chơi bóng trong màu áo đội bóng nước Đức, Marcel Sabitzer đã được xem như huyền thoại tại đây. Anh đã thi đấu tổng cộng 262 trận đấu, ghi được 50 bàn thắng.
anh đặt dấu ấn khó phai mờ tại Leipzig với tư cách là một trong những nhân vật nổi bật trong lịch sử non trẻ của đội bóng, khi cùng họ vô địch hạng nhì Đức năm 2014 và là mắt xích trọng yếu trong quá trình trở thành ứng viên vô địch Bundesliga và vào đến tận bán kết Champions League. Sau những màn trình diễn ấn tượng, tuyển thủ quốc gia Áo đã lọt vào mắt xanh của Bayern Munich và anh đã gia nhập đội chủ sân Allianz Arena vào mùa hè năm 2021 với giá 16 triệu euro. Tuy vậy thì đây được xem như là bước lùi trong sự nghiệp của cầu thủ này. Sabitzer không thể cạnh tranh suất đá chính với những Joshua Kimmich, Leon Goretzka hay tài năng trẻ Jamal Musiala. Sau hơn một năm khoác áo hùm xám, Marcel Sabitzer mới chỉ thi đấu 57 trận và chưa đến một nửa trong số này anh được đá chính. Chàng trai 28 tuổi chỉ đóng góp vỏn vẹn có 3 bàn thắng cùng với 2 kiến tạo. Đây là thành tích rất đáng thất vọng so với những gì mà anh từng thể hiện khi còn chơi cho RB Leipzig. Áp lực tại đội bóng lớn đã khiến cho Sabitzer đánh mất đi sự tự tin và anh không thể hiện được điểm mạnh của mình trong những lần được ông thầy cũ Julian Nagelsmann tin tưởng trao cơ hội. Vậy đây có phải là thương vụ sáng suốt của Man United và ngôi sao người Áo sẽ mang đến điều gì tại nhà hát của những giấc mơ? Trước tiên, chúng ta hãy nói về vị trí thi đấu của anh. Erik ten Hag rất ưa chuộng những cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vai trò khác nhau. Về điều này thì Marcel Sabitzer hoàn toàn có thể đáp ứng được. Sự đa năng của anh luôn là một trong những điểm mạnh được các huấn luyện viên tôn trọng. Chiến lược gia Nagelsmann từng nhấn mạnh, Sabitzer là một cầu thủ đẳng cấp, luôn chơi tốt và hiệu quả ở bất cứ vị trí nào trên hàng tiền vệ. Từ đánh chặn, bám biên, hộ công, cho đến việc là cầu thủ kiến thiết lối chơi và điều tiết trận đấu. Riêng bản thân cầu thủ sinh năm 1994, anh thích nhất là được chơi ở vị trí số 6. Chơi ở vị trí này, bạn sẽ nhận được nhiều bóng hơn, phải đưa ra quyết định nhanh hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn phát động những đợt tấn công. Như vậy thì cựu đội trưởng của RB Leipzig sẽ chám đúng vào vị trí mà Christian Eriksen để lại. Thi đấu bên cạnh Casemiro, Marcel Sabitzer sẽ có cơ hội thể hiện điểm mạnh của anh, đó là những tình huống phát động tấn công. Anh có thể thực hiện những đường truyền dài chất lượng nếu có đủ không gian và thời gian. Mà điều này thì Casemiro có thể lo được giúp người đồng đội mới của mình. Ngôi sao 28 tuổi sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và được mệnh danh là máy chạy khi còn ở Bundesliga. Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến giữa, đó là cung cấp bóng cho mặt trận tấn công, mà còn hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời. Ngay còn ở Red Bull Arena, anh luôn là cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều nhất trên sân. Nhờ vào sự đa năng, Marcel Sabitzer có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau theo yêu cầu của huấn luyện viên Erik ten Hag, từ vị trí tiền vệ trung tâm cho đến hộ công của Bruno Fernandes, nhằm giúp cho cựu sao Sporting Lisbon tránh được tình trạng quá tải. Anh thường chơi hơi lệch về bên phải ở nơi tuyến giữa, như trong trận đấu với Man United tại Champions League. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1994 còn sở hữu một điểm mạnh, đó là khả năng sút xa ấn tượng. Anh đã từng ghi rất nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm. Những cú dứt điểm của Sabitzer có lúc thì lực đi rất căng, nhưng cũng có lúc bóng đi với quỹ đạo cực kỳ khó lường. Đây sẽ là phương án tấn công hữu hiệu nếu Man United gặp bế tắc. Tại mùa giải này, đội chủ sân Old Trafford không thường xuyên ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Pha lập công vừa qua của Casemiro trước Reading chỉ mang tính thiểu số. Vì vậy, Quỷ Đỏ thường gặp bế tắc nếu đối thủ chủ động lùi sâu và phòng ngự với số đông. Khi ấy thì những quả đại bác từ xa của Marcel Sabitzer hay Casemiro sẽ là bài đánh hữu hiệu, mang đến một sự khác biệt cho Man United. Thêm nhiều phương án tấn công sẽ là tốt cho đội bóng khi lịch thi đấu hiện tại là vô cùng dày đặc và các cầu thủ không thể duy trì thể lực để liên tiếp dồn ép khung thành của đối phương. Điểm nữa mà Erik ten Hag có thể yêu thích nơi cựu sao Leipzig đó chính là tinh thần chiến đấu. Anh từng biến mình thành một máy sấy tóc chính hiệu khi còn nắm giữ tấm băng thủ quân của đội chủ sân Red Bull Arena, như các anh chia sẻ cách đây một năm. Tôi không hay ra lệnh, tôi thường im lặng, ngồi lại và quan sát xung quanh. Nhưng tôi sẽ can thiệp nếu ai đó cần phải sửa đổi hay giữ bình tĩnh. Tôi có thể đối mặt với bất cứ ai trong đội để nói với họ về sự thật. Trung thực là ưu tiên tuyệt đối đối với tôi. Tuy vậy, người hâm mộ đừng quá lo lắng vì điều này. Vì theo thời gian, Marcel Sabitzer trở thành một người biết lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phê bình, chỉ trích
để hoàn thiện mình. Đồng thời, anh còn là mẫu gương về sự chuyên nghiệp, điều mà cựu thuyền trưởng Ajax rất trân trọng. Để luôn dẻo dai, sung mãn và đạt hiệu suất cao trong thi đấu, Sabitzer tuân thủ nghiêm ngặt thời gian biểu của mình. Anh cố gắng đi ngủ trước 10 giờ tối, không ăn khoai tây chiên giòn hơn nửa thập kỷ qua và luôn giữ trạng thái tinh thần thoải mái. Vì thế, trong 3 mùa giải gần nhất, anh chỉ phải nghỉ có 6 trận vì chấn thương. Mỗi khi ra sân, chàng trai 28 tuổi chỉ có mục tiêu duy nhất, đó là giành chiến thắng. Là người con của đất nước Áo, Marcel Sabitzer chẳng khác gì một quốc trưởng, luôn thi đấu vì lợi ích chung. Anh không muốn làm tổn hại tới ai và chỉ muốn giành chiến thắng. Đôi lúc xảy ra to tiếng, hung hăng, nhưng tất cả sự tận tâm đó đều là vì lợi ích của tập thể. Điều cuối cùng mà người hâm mộ có thể yên tâm về thương vụ này, đó chính là việc Man United không yêu cầu phải mua đất. Vì vậy, nếu ngôi sao sinh năm 1994 thi đấu không thành công, thì Quỷ Đỏ cũng không phải bỏ ra số tiền nào để ký hợp đồng dài hạn với anh. Nên đây có thể được xem là quá trình thử việc của Sabitzer. Tuy nhiên, rủi ro của một bản hợp đồng chữa cháy vào giờ chót là rất lớn. Nhất là khi cựu sao RB Leipzig đã thi đấu thất vọng trong màu áo của Bayern Munich. Với đội bóng lớn và nhiều áp lực, Marcel Sabitzer đã không chứng tỏ được bản thân và áp lực ấy sẽ nhân đôi thêm khi giờ đây đội bóng mà anh khoác áo là Manchester United, một miếng mồi ngon của giới truyền thông. Chúng ta cũng chẳng thể kỳ vọng rằng tuyển thủ quốc gia Áo có thể thay thế hoàn hảo cho Christian Eriksen. Nhưng nếu anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Erik ten Hag giao phó, như vậy đã là quá đủ rồi. Thậm chí đây còn là cơ hội để Marcel Sabitzer cứu vãn sự nghiệp của mình sau quãng thời gian thất bại vừa qua tại Allianz Arena. Một ngôi sao sở hữu tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, cùng với đó là tài năng đã được khẳng định và quyết tâm thể hiện mình trong màu áo mới. Rõ ràng với nguồn kinh phí không dồi dào và phải đi mượn cầu thủ, Marcel Sabitzer có lẽ là cái tên phù hợp nhất vào thời điểm này. Hy vọng rằng chàng trai 28 tuổi sẽ thể hiện tốt tại nhà hát của những giấc mơ để giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu tại mùa giải năm nay. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của anh trong màu áo đỏ và chúc Marcel Sabitzer sẽ gặt hái được thành công cùng với Man United. Một lần nữa, xin được chào mừng quốc trưởng Sabitzer gia nhập Manchester United. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.